Em xin chào cả nhà. Hôm nay là 29 Tết các bác ạ. Cũng coi như là 30 Tết. Đó. Thì chắc các anh chị cũng đang chuẩn bị ăn bữa cơm tất niên. Em cũng xin chúc tất cả các anh chị yêu Lan có những cái ngày cuối năm thật vui vẻ. Và đặc biệt là đón một cái năm mới hạnh phúc. Năm tới về phát triển kinh tế thì các bác sẽ phát triển hơn năm nay. Đó. Em xin mời các anh chị ngắm giò thủy tiên trắng đột biến. Em đang quay tại ngoài vườn các bác nhé. Em phải mang ra ngoài vườn. Bởi vì giả dĩ mang ra ngoài vườn là cũng cách đây 5 năm. Khi giò này còn nhỏ, mới được 4 bông hoa. Thời điểm đó thì cái thủy tiên này phải nói là đang là đỉnh cao các anh chị ạ. Đỉnh cao. Khi mà nói tới thủy tiên trắng là rất nhiều anh em yêu Lan là đều có cái mong muốn được sở hữu được một thân thôi các anh chị ạ. Nhưng mà 5 năm sau thì phải nói là cái sự thay đổi nó khá nhiều. Đó. Đến bây giờ cái dòng thủy tiên trắng này chỉ là gọi là dành cho những anh em yêu Lan thực thụ chứ không phải là nghiêng về kinh tế các bác nhá. Đó. Bây giờ cũng không ai bỏ ra mấy triệu bạc mua một thân thủy tiên như thế này về nhân giống đâu các anh chị ạ. Đó. Nhưng mà không sao, em thì quan điểm của em như thế này. Tại vì em phải mang cái giò thủy tiên ra đúng cái chỗ mà cách đây 5 năm là em quay. Đó. Em chụp hình. Đấy. Và bây giờ em sẽ quay lại mời cả nhà cùng ngắm. Đó. Thì nó vẫn đẹp các anh chị nhỉ, nó vẫn đẹp. Nó vẫn rực rỡ, nó vẫn tỏa sáng. Và đặc biệt là vào đúng ngày 29 Tết, 30 Tết mà em có một cái giò lan như thế này chơi là tuyệt vời rồi. Em nghĩ là cái điều đó là cái mong muốn của tất cả anh chị mà khi chúng ta chơi lan. Ngày Tết có những cái giò lan hoặc là bất cứ thời điểm nào mà có những cái giò lan mà lung linh đẹp như thế này thì cũng đó là cái mà mình mong muốn khi mình chơi lan, mình mong muốn mình chơi các bác ạ. Đó. Số lượng bông thì ngày hôm nay phải nói là mở nở hết các anh chị, nở hết. Còn mấy nụ thôi, còn mấy nụ, nhưng mà mấy nụ này thì nó khoảng tầm chắc phải 1-2 tuần nữa thì nó mới nở được các anh chị ạ. Nó còn một số nụ này. Đợt vừa qua thì em có chơi game. Thì em sẽ công bố trực tiếp trên live buổi live sớm nhất nha các bác nhá. Để cho nó rõ ràng, anh em thoải mái. Đó. Còn bây giờ hoa đẹp thì em quay một cái video như thế này để các bác ngắm. Thời điểm mà em trồng mà nó được 4 bông hoa ấy các anh chị ạ. 4 bông hoa. Nhưng mà phải nói là khi ngày đó mà đăng lên trên Facebook, rất nhiều anh em chia sẻ có những cái câu từ mỹ miều dành cho như cái loại lan này các bác nhé. Đó, đây các bác nhìn này. Riêng cái dòng này, nó là bản thân nó là cái kiều lộc bắc. Kiều lộc bắc ở trong Lâm Đồng với các anh chị ạ. Nó đột biến, đột biến. Bởi vì là kiều lộc bắc thì bản thân cái cây bình thường nó cũng đã hay rồi. Bởi cái vòi bông của nó dài này anh chị này. Và số lượng bông nó nhiều. Đấy, trên một vòi bông nó dài. Và em này đột biến của nó cũng rất đẹp các anh chị ạ, rất đẹp. Và mấy năm gần đây, 2-3 năm gần đây á, bắt đầu xuất hiện dòng kiều thái đột biến. Thì quan điểm của em đánh giá kiều thái đột biến nó cũng đẹp các anh chị ạ, nó không xấu đâu ạ. Nó cũng đẹp. Cái em kiều lộc bắc này 10 thì em kiều thái kia nó khoảng 9, 9 hoặc 8. Nói chung là để mà phân biệt nó cũng rất khó, nó rất khó. Cái dòng kiều lộc bắc này thì nó lâu tàn hơn, cánh nó mỏng hơn cả nhà, cánh nó mỏng hơn. Đó. Còn cái dòng là em trồng vào trong chậu đất nung thôi cả nhà, trồng vào chậu đất nung. Ngày đó là cái chậu này của em nó bị suy, em phải cắt bớt những cái thân già đi đấy. Đó, em chăm sóc, chăm sóc. Năm ngoái thì nó cũng nở hoa, năm ngoái nở hoa nhưng mà ít hoa. Năm ngoái thì em có đăng trên Facebook á. Đó. Thì năm nay nó phải nói là đỉnh điểm nhất. Từ trước giờ em trồng cái những cái chậu lan cũng không nhất thiết là giò lan đột biến như thế này. Các bác có thể trồng những cái giò lan bình thường thôi. Nhưng mà phải nói là khi mà nó nở nhiều hoa thì nó đều đẹp hết các anh chị ạ, nó đẹp. Phải nói bây giờ cái quan điểm chơi lan người ta không không quan trọng là cái cây nó như thế nào, mà cơ bản nhất là cái một giò lan đẹp. Một giò lan đẹp. Đấy. Đẹp thì nó đẹp như thế nào thì mình anh em mình tự cảm nhận thôi các bác ạ. Tự cảm nhận thôi. Đó. Chứ còn mình cũng
Thực ra thì nếu mà các bác tìm đến cái niềm đam mê hoa lan thì em nghĩ là một cái giò lan khỏe, một giò lan nhiều hoa, lung linh đẹp, thì đó là một cái giò lan đẹp. Rồi mình thêm cái tác động của mình vào nữa, mình trồng những cái giò lan mà nó mang xu hướng nghệ thuật, nó đúng như kiểu là nghiêng về thiên nhiên, tự nhiên, thì nó sẽ rất đẹp các anh chị ạ, nó sẽ rất đẹp. Đó, đây. Chứ còn bây giờ một giò lan này mà chụp, mà quay ở trong một cái chuồng cọp thì nó không đẹp đâu cả nhà, nó không đẹp đâu. Đấy, em mang ra vườn cà phê này các bác này. Đấy, vườn cà phê cũng có. Đúng ra ở chỗ em thì cũng có rất nhiều anh chị ghép lan trên cái cây cà phê cả nhà nhá. Cũng đẹp lắm. Đó, người ta ghép kim điệp thủy tiên vào những cái cảnh cà phê như thế này này. Cũng thật nó mang tính chất tự nhiên và nó cũng đẹp, và đặc biệt là chăm sóc nó cũng dễ. Kiểu này thì các anh chị biết, nói chung là dễ chăm sóc cả nhà nhá. Rất dễ chăm sóc. Đấy. Ví dụ như cái giò lan này mà em chơi khoảng tầm 2 tuần nữa nó tàn. Thì giò này mà em mà không cẩn thận nó dễ bị suy, bởi vì năm nay nó quá nhiều hoa rồi các anh chị ạ. À, cho nên là sau khi mà mình chơi xong á là mình sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cho nó nhé các anh chị nhé. Mình bón phân rồi mình phòng bệnh. Sau khi chơi xong là mình lưu ý. Chứ có rất nhiều anh em chơi một giò lan sau khi mà nó đỉnh điểm như thế này này. Cái giò này gọi là đỉnh điểm của nó đấy các anh chị ạ. Bởi vì cái số lượng bông nó quá nhiều và cái vòi bông nó dài như thế này, nó đạt, thì các bác phải bổ sung gấp nhé các bác nhé. Chứ không anh em mình để nó sẽ năm tới nó bị suy. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã vào xem, và cũng xin chúc các anh chị một năm mới thật thành công, và giành được rất nhiều những cái thành công mà trong cái năm nay cái dự định của anh em mình chưa làm được. Thì em biết là em quay trên YouTube sẽ rất nhiều bác là mới biết kênh nhà em. Thì em cũng mong muốn là các anh chị có thể, nếu các bác đam mê hoa lan, mời các anh chị đăng ký vào kênh YouTube nhà em này. Kênh YouTube chính nhà em là kênh Lan Rừng Lâm Đồng các bác nhé. Địa chỉ của em ở Di Linh, Lâm Đồng. Đấy. Thì buổi tối là cứ 7:30 là em hay bán hàng trên kênh này. Đó, các anh chị kéo lên, có kênh Hoa Lan Việt. Các anh chị cho em xin nút đăng ký nữa. Em cảm ơn cả nhà.